Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5, tuần 8, trang 52-54. Câu số 1. Các từ in đậm trong mọi cặp câu dưới đây có quan hệ với nhau như thế nào? Đánh dấu cộng vào ô thích hợp. Như vậy các em sẽ xem các từ in đậm trong mỗi cái cặp câu dưới đây có cái quan hệ với nhau như thế nào. Về là quan hệ từ đồng âm từ hay là từ nhiều nghĩa thì các em sẽ đánh dấu cộng vào. Ví dụ như là lúa ngoài đồng đã chín vàng, tổ em có 9 học sinh. Thì các em nó là từ đồng âm hay là từ nhiều nghĩa giữa hai cái từ in đậm này? Thì các em sẽ suy nghĩ và các em sẽ đánh dấu cộng vào ô mà các em chọn. Thì ở đây các em thấy đầu tiên từ đồng âm. Từ đồng âm là gì? Từ đồng âm là những từ có âm đặc giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau. Còn từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có một mối liên hệ với nhau. Thì đó là hai cái khái niệm về từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. Như vậy ở cái câu đầu tiên, lúa ngoài đồng đã chín vàng, tổ em có 9 học sinh. Thì các em thấy từ 9 ở trong tổ em có 9 học sinh. Thì 9 học sinh ở đây đó là chỉ cái số lượng học sinh. 9 học sinh là chỉ số lượng. Còn 9 ở trong lúa ngoài đồng đã chín vàng thì ở đây là chỉ lúa chín ở cái giai đoạn mà phát triển đầy đủ nhất đến mức là thu hoạch được. Vì vậy thì hai cái từ chín. Vì vậy từ chín trong câu hai cái câu này là từ đồng âm vì nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì sau khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta thấy rằng hai cái từ chín này nó là từ đồng âm vì nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Đó, như vậy thì đây là từ đồng âm thì các em sẽ đánh dấu cộng vào từ đồng âm. Rồi tiếp theo. Lúa ngoài đồng đã chín vàng, nghĩ cho chín rồi hãy nói. Thì cái câu nghĩ cho chín rồi hãy nói thì là một cái trạng thái đã suy nghĩ kỹ. Và từ chín ở cái câu trên, ở lúa ngoài đồng đã chín vàng là ở đây cái câu trên chúng ta nói là cái ở cái giai đoạn phát triển đầy đủ nhất đến mức cái thu hoạch. Như vậy thì cái từ chín và cái từ chín ở cái câu lúa chín ngoài đồng và nghĩ cho chín thì nó là từ nhiều nghĩa vì nó có cái nét nghĩa chung là ở mức độ đầy đủ. Vì hai cái từ chín ở đây nó chỉ cái nét nghĩa chung là ở mức độ đầy đủ. Như vậy thì ở đây các em sẽ đánh dấu là từ nhiều nghĩa. Đây ở cái ô thứ hai, cái câu hai câu thứ hai này các em sẽ đánh dấu đó là từ nhiều nghĩa. Rồi tiếp theo, bát chè này nhiều đường nên rất ngọt. Các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại. Như vậy các em thấy từ đường ở trong bát chè này nhiều đường nên rất ngọt thì từ đường ở trong câu này chỉ là chỉ thức ăn có vị ngọt. Còn cái từ đường ở cái câu các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại thì đây là chỉ cái đường dây liên lạc, đường này là chỉ cái đường dây liên lạc. Vậy từ đường trong hai cái câu này là từ hai cái câu trên đây là từ đồng âm vì nghĩa hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì đây là từ đồng âm, các em sẽ đánh dấu cộng vào từ đồng âm. Rồi tiếp theo, bát chè này nhiều đường nên rất ngọt, ngoài đường mọi người đã đi lại nhộn nhịp. Thì từ đường ở trong cái bát chè này nhiều đường là chỉ thức ăn có vị ngọt, còn đường ở trong ngoài đường mọi người đã đi lại nhộn nhịp thì chỉ
đường giao thông đi lại. Như vậy thì vậy từ đường trong hai cái câu trên này là từ đồng đồng âm vị, có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì các em sẽ đánh dấu cộng vào từ đồng âm. Rồi tiếp theo, những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung. Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre. Như vậy từ vạt ở trong những vạt nương màu mật thì ở đây là chỉ lúa chín ngập đầu, tức là từ vạt ở đây là vạt nương, chỉ cái mảnh đất trồng trọt hình trải hình dải dài. Còn cái từ vạt ở cái câu chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc gậy tre thì cái vạt nhọn ở đây là chỉ hành động đẽo xuyên, đẽo xiên. Vậy thì hai cái từ vạt trong các hai câu trên này là từ đồng âm vì cái nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì các em sẽ đánh dấu vào từ đồng âm. Rồi tiếp theo là những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung. Vạt áo chàm thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều. Thì từ vạt ở trong cái câu trên này là chỉ mảnh đất trồng trọt hình dải dài. Còn vạt áo chàm thấp thoáng đó là từ vạt ở trong này, câu này chỉ cái thân áo hình dải dài. Như vậy thì là cái từ vạt ở trong cái câu đây là chỉ cái thân áo chỉ cái thân áo hình dải dài. Như vậy thì hai từ vạt này đều là cái từ nhiều nghĩa, bởi vì nó có nghĩa chung là vạt có hình dải dài đó. Thì đây là từ nhiều nghĩa. Như vậy đó, thì các em sẽ nhớ từ nhiều nghĩa, từ đồng âm là như thế nào, thì các em sẽ phân tích ra những cái câu ở đây và các em sẽ chọn đánh dấu vào cái từ đồng âm hay là từ nhiều nghĩa. Thì cô nhắc lại, từ đồng âm là những từ có âm đọc giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau, thì các em sẽ đánh dấu là từ đồng âm ở đây. Còn từ nhiều nghĩa tức là có một nghĩa gốc và một hay một số cái nghĩa chuyển, thì nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có một cái mối liên hệ với nhau. Đó, từ nhiều nghĩa thì có một cái nghĩa gốc và một hay là một số nghĩa chuyển. Đó, thì các em dựa vào từ nhiều nghĩa và từ đồng âm là như thế nào thì các em sẽ giải thích ra và các em sẽ đánh dấu vào. Như vậy, lúa ngoài đồng đã chín vàng, tổ em có 9 học sinh. Học sinh thì là từ đồng âm. Lúa ngoài đồng đã chín vàng, nghĩ cho chín rồi hãy nói, thì đây là từ nhiều nghĩa. Từ nhiều nghĩa đó là từ chín, và từ chín ở trong hai câu này thì nó có cái nghĩa từ chín ở đây á, thì hai từ chín này thì nó có nét chung, có cái nét nghĩa chung là ở mức cái độ đầy đủ, nên nó gọi là từ nhiều nghĩa. Rồi tiếp theo, câu tiếp theo, bát chè này nhiều đường nên rất ngọt. Các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại thì là từ đồng âm. Rồi tiếp theo, bát chè này nhiều đường nên rất ngọt. Ngoài đường mọi người đã đi lại nhộn nhịp, cũng là từ đồng âm. Những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung. Chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc kỳ tre, cũng là từ đồng âm. Những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung, vạt áo chàm thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều, đó là từ nhiều nghĩa. Thì ở đây cô sẽ giải thích lại cho các em ở dưới đây để các em dễ hiểu. Thì ở đây từ 9 ở trong câu tổ em có 9 học sinh, 9 học sinh là chỉ số lượng. 9 trong câu lúa ngoài đồng đã chín vàng là lúa chín, thì chỉ ở giai đoạn phát triển đầy đủ nhất đến mức thu hoạch được. Vì vậy từ 9 trong hai câu trên này là từ đồng âm vì nghĩa hoàn toàn khác nhau. 9 trong câu nghĩ cho chín rồi hãy nói, nghĩ chín là trạng thái suy nghĩ kỹ. Và từ 9 ở câu lúa ngoài đồng đã chín vàng là từ nhiều nghĩa, vì có nét nghĩa chung là ở mức đầy đủ.
Từ đường trong câu bát chè này nhiều đường nên rất ngọt là chỉ thức ăn có vị ngọt. Còn từ đường trong câu các chú công nhân đang chữa đường dây điện thoại thì chỉ đường dây liên lạc. Vậy từ đường trong hai câu trên là từ đồng âm vì nghĩa hoàn toàn khác nhau. Từ đường trong câu bát chè này nhiều đường nên rất ngọt là chỉ cái thức ăn có vị ngọt. Còn từ đường trong câu ngoài đường mọi người đã đi lại nhộn nhịp thì chỉ đường giao thông đi lại. Vậy từ đường trong hai câu trên là từ đồng âm vì có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Rồi những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung. Thì từ vạt nương ở đây là chỉ mảnh đất trồng trọt hình dải dài. Còn từ vạt trong câu chú Tư lấy dao vạt nhọn đầu chiếc kệ tre. Vạt nhọn chỉ hành động đẽo xiên. Vậy từ vạt trong các câu trên là từ đồng âm vì nghĩa hoàn toàn khác nhau. Những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung. Từ vạt trong vạt nương chỉ mảnh đất trồng trọt hình dải dài. Vạt áo chàm thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều. Từ vạt trong câu chỉ thân áo hình dải dài. Vậy từ vạt trong các câu trên là từ nhiều nghĩa vì có nét nghĩa chung là vạt có hình dải dài. Tiếp theo câu 2, trong mọi câu thơ, câu văn sau của Bác Hồ, từ xuân được dùng với nghĩa như thế nào? Viết câu trả lời vào chỗ trống. A. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Ông Đậu Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng nhân sinh thất thập cổ lai hy, nghĩa là người thọ 70 xưa nay hiếm. Khi người ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi càng cao sức càng thấp, sức khỏe càng thấp. Nghĩa của từ xuân, xuân 1 chỉ mùa đầu tiên trong 4 mùa, xuân 2 và xuân 3. Như vậy thì các em đặt từ xuân ở trong từng câu cụ thể để hiểu cái nghĩa của câu đó. Thì cái câu đầu tiên, xuân 1, mùa xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước ngày càng càng ngày càng xuân, thì từ xuân ở đây là chỉ mùa đầu tiên trong 4 mùa. Rồi từ xuân thứ 2, Đỗ Phủ, ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở thời Trung Quốc. Ở đây từ xuân ở trên làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Thì xuân thứ 2 này, mùa xuân là Tết trồng cây, đó là chỉ mùa đầu tiên trong 4 mùa, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Thì cái xuân thứ hai này có nghĩa là làm cho đất nước càng ngày càng xuân, tức là làm cho đất nước ngày càng tươi đẹp, ngày càng xuân, đó là xuân thứ hai là ngày càng tươi đẹp. Như vậy thì xuân thứ hai này có nghĩa là tươi đẹp. Rồi xuân thứ ba, khi người ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi càng cao, sức khỏe càng thấp. 70 xuân ở đây tức là chỉ tuổi tác của con người. Thì tuổi càng cao thì sức khỏe càng thấp. Như vậy thì các em sẽ trả lời là xuân 1 chỉ thời tiết, mùa xuân là mùa đầu tiên trong 4 mùa. Xuân 2 có nghĩa là tươi đẹp, xuân 3 là chỉ tuổi tác của con người. Tiếp theo câu 3, dưới đây là những nghĩa phổ biến của các từ cao, nặng, ngọt. Em hãy đặt câu để phân biệt các nghĩa của một trong những từ đó. A. Cao, nghĩa của từ là có chiều cao lớn hơn mức bình thường, có số lượng hoặc chất lượng hơn hẳn mức bình thường. Đặt câu phân biệt các nghĩa của từ đó. Thì các em đọc kỹ rồi các em làm theo yêu cầu của đề bài. Thì ở đây đầu tiên cao có hai nghĩa, chiều cao lớn hơn mức bình thường, có số lượng hoặc chất lượng hơn hẳn mức bình thường. Thì chúng ta sẽ đặt câu với các nghĩa của từ này. Đầu tiên có chiều cao lớn hơn mức bình thường thì các em sẽ đặt câu là ví dụ như bạn Hà An mới học lớp 4 mà nhìn em đã cao lắm rồi. Tức là cao
mới có học lớp 4 mà đã cao lắm rồi thì cao hơn mức bình thường. Rồi tiếp theo đặt câu với có số lượng hoặc chất lượng hơn hẳn ở mức bình thường. Ví dụ như là tỷ lệ học sinh khá giỏi ở trường em rất là cao, tức là có cái số lượng là hơn hẳn so với các trường khác. Như vậy thì các em có thể đặt câu là tỷ lệ học sinh khá giỏi ở trường em rất cao. Thì những câu này cô đã đặt ví dụ. Rồi tiếp theo là câu B, nặng, có nghĩa là có trọng lượng lớn hơn mức bình thường. Ví dụ như là bé mới 4 tháng tuổi mà bé đã nặng tay. Thì mới có 4 tháng tuổi nhưng mà nó đã nặng hơn mức bình thường thì bé nặng tay. Thì đó là cái một cái câu nói về cái từ nặng, có nghĩa là lớn hơn, có trọng lượng mức hơn, lớn hơn bình thường. Rồi tiếp theo có đặt câu với nghĩa là ở mức độ cao hơn, tầm trầm trọng hơn mức bình thường. Ví dụ như là cô giáo em không bao giờ nói nặng học sinh, tức là không bao giờ nói mà nặng với học sinh, tức là trầm trọng, nói nặng trầm trọng hơn với học sinh, hơn cái mức bình thường, trầm trọng hơn cái mức bình thường với học sinh. Thì đó là những ví dụ. Thì các em có thể đặt câu đó là có chiều cao lớn hơn mức bình thường thì là Hà An mới học lớp 4 mà nhìn em đã cao lắm rồi, tức là cao hơn mức bình thường. Rồi tiếp theo, tỷ lệ học sinh khá giỏi ở trường em rất cao, tức là có cái số lượng hoặc cái chất lượng hơn hẳn ở mức bình thường. Rồi ở câu B, có trọng lượng lớn hơn mức bình thường. Ví dụ bé mới 4 tháng tuổi mà bé đã nặng tay, cô giáo em không bao giờ nói nặng học sinh. Rồi tiếp theo là C, ngọt, có vị ngọt, có vị như vị của đường mật. Ví dụ em thích ăn bánh ngọt. Lời nói nhẹ nhàng dễ nghe, mẹ em nói ngọt khi cho em bé ăn. Rồi ngọt, âm thanh nghe êm tai, tiếng đàn bầu cất lên nghe thật ngọt, tức là cái chỉ cái âm thanh ngọt này là chỉ cái âm thanh nghe êm tai. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.